Để hưởng ứng cuộc thi sách và khát vọng cống hiến, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về quyển sách Who Oprah Winfrey. Đây là một trong một loại truyện Who kể về các danh nhân trên thế giới. Đầu tiên, mình xin giới thiệu sơ về bản thân của mình. Mình tên là Nguyễn Phương Vi, học sinh lớp 5A4 ở trường tiểu học Physical Central Park. Sở thích của mình chính là khám phá và tìm tòi. Điểm mạnh của mình là sáng tạo và tự tin. Mục tiêu của mình khi tham gia cuộc thi này đó chính là sẽ được học hỏi được thêm từ các thí sinh khác, giới thiệu được quyển sách của mình và mở rộng thêm vốn kiến thức cho bản thân và biết thêm nhiều cuốn sách hay. Và tiếp theo, mình sẽ sơ lược về cuốn sách mà mình định giới thiệu nhé. Cuốn sách của mình được viết lời bởi An Hương Mô, trang được thiết kế bởi Trung Ba Studios, người dịch là Nguyễn Thị Thám và có số trang là 189 trang, thể loại là truyện tranh, được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng. Nội dung chính của cuốn truyện này là kể về cuộc đời và sự nghiệp của bà Oprah Winfrey, người dẫn chương trình đối thoại nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Bà đạt được nhiều thành công lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau như là đóng phim, truyền hình, xuất bản, v.v. Chương trình đối thoại cùng Oprah Winfrey được phát sóng tại hơn 144 quốc gia trên thế giới đã mang lại tiếng vang lớn trong sự nghiệp của bà. Nhưng trước khi đạt được những thành công lớn đó, bà phải trải qua vô vàn nỗi buồn, đau thương và sự mất mát. Oprah Winfrey sinh ngày 29 tháng 1 năm 1954, bà ở bang Mississippi của Mỹ. Cha thì bỏ rơi, còn mẹ thì lên thành phố kiếm tiền, bà phải đến ở với bà ngoại. Lên 7 tuổi, bà sống cùng mẹ và sau cùng là ở với cha. Cuộc sống gia đình bà chật vật khó khăn, thiếu thốn tình yêu thương. Bà còn gặp phải khoảng thời gian bị xâm hại tình dục, nhưng bà đã chia sẻ niềm đau này với bố và cố gắng vượt qua. Trong cuộc đời, bà không ngừng trau dồi và phấn đấu thêm cho bản thân. Bà thử thách bản thân với nhiều lĩnh vực khác nhau. Và sau khi đạt được thành công lớn trong cuộc đời, thì bà chia sẻ những gì có được với những mảnh đời khốn khổ. Bà tham gia nhiều hoạt động ủng hộ từ thiện, giúp đỡ trẻ em Nam Phi. Bà mong rằng bà cũng ủng hộ về mặt giáo dục. Bà mong rằng sẽ có nhiều trẻ em được đến trường, chạm tới ước mơ và vươn xa hơn. Cảm nhận của em sau khi đọc cuốn sách này đó chính là em cảm thấy dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng không được chùn bước. Khi có nỗi đau hay gặp chuyện buồn, ta nên chia sẻ với người khác và dũng cảm đối mặt để vượt qua. Cái hay của câu chuyện này là giúp chúng ta thấy được động lực để cố gắng, động lực để phát triển, làm chủ cuộc sống. Đây cũng là một câu chuyện rất hay để khích lệ những phụ nữ bị xâm hại nói riêng, cũng như cả cộng đồng phụ nữ nói chung để vươn lên trong cuộc sống. Câu chuyện này còn truyền ngọn lửa đam mê, ý chí cho em để cố gắng phấn đấu và phát triển hơn từng ngày. Oprah Winfrey là một tấm gương sáng để mọi phụ nữ trên thế giới học hỏi và noi theo. Từ một bé gái chịu khổ cực từ rất nhiều mặt, nay đã trưởng thành và trở thành một tấm gương, một công dân tiêu biểu trong xã hội. Và có một câu nói của Oprah Winfrey mà mình rất thích, đó chính là: dù rơi vào tuyệt vọng, tôi vẫn luôn tin rằng tương lai của mình sẽ sáng lạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu về sơ về một chút về bộ sách Who nhé. Ngoài câu chuyện về Oprah Winfrey, còn có rất nhiều cuốn truyện khác về các danh nhân vĩ đại mà chúng ta có thể tìm đọc và học hỏi từ họ. Mình đã sưu tầm một số cuốn truyện trong bộ truyện tranh này để có thể đọc và hiểu hơn về cuộc sống, sự nghiệp và những gì mà các vị danh nhân đã phải trải qua. Những câu chuyện này tuy là theo hình thức truyện tranh nhưng vẫn có thể truyền tải được ý nghĩa và thông điệp đến người đọc. Sau khi đã đọc xong và hiểu được ý nghĩa của câu chuyện, các bạn có thể thể hiện quan điểm và góc nhìn của bản thân qua chương phụ lục. Và qua đó, chúng ta sẽ đặt được vị trí của chúng ta và vị trí của các vị danh nhân và hiểu được họ đã phải nghị lực trải qua như thế nào. Như các bạn đã thấy thì các vị danh nhân để có được ngày hôm nay thì họ phải chịu rất là nhiều khó khăn và họ không hề sinh ra ngay vạch đích mà họ phải cố gắng và trải qua rất nhiều biến cố mới có được ngày hôm nay. Vì vậy, để muốn có được thành công thì các bạn cần phải thật kiên trì và biết đam mê, phải kiên trì và nỗ lực từng ngày thì mới có thể đạt được những điều mà các bạn mong muốn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin chào tạm biệt.